Vừa qua, buổi showcase giới thiệu phim Hồn Papa và Con Gái đã được diễn ra với sự xuất hiện của dàn diễn viên đình đám như Thái Hòa, Katie Nguyễn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Trang Hí, là một bộ phim điện ảnh được khán giả trông chờ vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, áp lực từ sự quan tâm của báo giới, đại chúng cũng là điều khiến cho mọi người đau đầu từ lúc phim chưa bấm máy. Đạo diễn Ken Ochiai cho biết dù chủ đề hoán đổi của Hồn Papa và Con Gái không mới, nhưng cách tiếp cận nội dung của nó lại hấp dẫn và khác lạ với nhiều phim cùng thể loại. Hai cha con Hải, Thái Hòa và Châu Katie Nguyễn sau khi hoán đổi thân xác thì họ phải làm mọi cách, phải vượt qua những thử thách rất khó khăn để có thể hoàn thành cuộc sống của đối phương, một cuộc sống vốn không phải của họ, để cuối cùng thấu hiểu cho nhau hơn. Bên Hollywood có những bộ phim về giai cấp, về mẹ con, nhưng mà chưa bao giờ có một cái sự hoán đổi của hai cha con. Ngay cái mối quan hệ này đã là một cái rất là mới mẻ rồi. Bên cạnh đó thì mình lật luôn cả hai nhân vật lại, tức là người cha thì rất là trẻ con và người con thì rất là kỷ luật nghiêm túc. Cho nên ngay cả cái việc mà nhân vật nó đảo ngược như vậy, nó cũng tạo nên một cái không khí mới, một cái câu chuyện mới cho bộ phim. Trong cái phim này mình đóng hai vai. Đầu tiên là mình đóng vai Hải. Hải là cái người cha tính trẻ con, ham chơi, thích hưởng thụ và sợ trách nhiệm một chút. Còn sau đó thì mình đóng vai Châu. Châu là vai cô con gái, lúc nào cũng muốn vượt lên hết mọi người, lúc nào cũng muốn đứng đầu, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân mình. Vì làm phim với chủ đề hoán đổi, thế nên việc tập luyện giữa các diễn viên với nhau trước ngày quay vô cùng quan trọng. Hơn một tháng làm việc cùng nhau trước khi bấm máy, dù rất cực nhưng lại rất cần thiết để các diễn viên để có thể chạm được nhân vật của mình một cách toàn diện nhất, đặc biệt là Thái Hòa và Katie Nguyễn khi phải đóng một lúc hai vai. Em nghĩ nó mới mẻ 100% luôn, tại vì lần này em diễn đàn ông nên là nó rất là kỳ, nên là khi mà coi mọi người sẽ không thấy một cô bé đơn thuần là chỉ là một cô bé 19 tuổi mà thấy một người đàn ông 45 tuổi trong cơ thể của một người con gái 19 tuổi, nên em nghĩ cái đó là cái điểm rất là đặc biệt. Nói chung là cái vấn đề về hoán đổi thì có rất là nhiều bộ phim ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam đã làm rồi, nhưng mà trong cái tình huống này á, là đây là cha con nó rất là khó, nên là em nghĩ là chỉ có nhờ những gì mà Ken với lại Thái Hòa dạy em mới có thể làm được tròn vai diễn của mình. Tại buổi họp báo, hai đoạn phim và trailer chính thức của Hồn Papa và Con Gái đã được trình chiếu với báo giới và nhận được nhiều sự ủng hộ. Phần đoạn thể hiện tâm lý của hai nhân vật chính, dù chỉ hơn một phút, nhưng cũng khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cảm thấy nhói nhói trong lòng vì quá xúc động. Ca sĩ Only C cũng mang đến ca khúc anh sáng tác dành cho phim Điều Tuyệt Vời Nhất đến với buổi họp báo. Ca khúc có giai điệu tươi sáng, dễ nghe, ca từ mang nhiều yếu tố tình cảm gia đình, cũng chính là sự đồng cảm đặc biệt của Only C sau khi được xem bản phim Nháp. Lời bài hát không chỉ ý nghĩa với cha con Châu và Hải, mà còn rất giống với cảm xúc của Only C khi một bên mình là con, một bên là cha. Bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 sắp tới. Sau lưng ba hát reo vui mừng ta đi công viên.